Đây là đôi danh hài bao nhiêu năm nay vẫn giữ ngôi vị hàng đầu trong nước sĩ nữ hải ngoại. Tràng pháo tay thật lớn, phần trình diễn của danh hài Chí Tài thì đặc biệt Hoài Lân. Đúng là cái chỗ này nghe đi chó kìm mèo hú, đúng là cái chỗ này nghe bà con lối xóm đồn tại cái ngã ba này có một con ma mặc áo bà ba thường xuất hiện để nhát ma người đi qua là không cho người ta đi ngang đây, muốn đi về nhà phải đi ngang bỏ khác 3-4 tiếng mới về tới nhà. Trong xóm này mình là sói ca. Cười cái gì? Sói ca thiệt mà. Bữa nay phải ra tay bắt cô ma mặc áo bà ta. Bắt nó nhảy ra. Hát cha 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 nhảy hát bài cha la 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 la. Con nói gì có đúng không chú? Ủa, đi ông chú mà đâu rồi? Chú ơi chú, chú Tư à? Chú Tư. Chú làm gì mà chú hốt hoảng vậy? Tao bị quýu cái gì? Sao mày đi bắt ma mà mày đi ban đêm? Đi bắt ma ban đêm để bắt ban ngày. Đi ban ngày đi ban đêm tao sợ ma. Trời ơi bà chú á, chú mới đi với con nó bắt con ma mặc áo bà ba, nó làm cho bà con làng xa gần xa là sợ không dám đi qua ngã ba này. Tao biết nhưng mà đi bắt ma đâu phải đơn giản con ơi, bắt ma là phải có thầy, mình người bình thường sao bắt ma được phép thuật đâu. Không có cần thầy gì hết trơn rồi, đối với con ma không có thiệt. Bậy, ma có thiệt, con nói rồi không có thiệt. Mày đừng có cãi tao, tao đẻ trước mày tao biết ma có thiệt. Ma có thiệt ở chỗ nào? Mày biết ngay chỗ chợ mình không? Sao nó mới mở cái phòng tập gym đó, trong đó có ma. Chú biết nó phòng gì? Phòng tập gym. Tập gym. Mấy thằng thanh niên xóm mình vô tập cho nó bự đó. Phòng tập gym bự à? Không phải. Chú mới nói mà. À, tập cơ cho nó bự lên. Thì nó tập cơ bự, tập gym bự. Ta nói tập gym bự rồi nào? Chú mới nói. Tao mới nói tập chim thôi mà. Tại tao thấy nó quấn cái khăn. Mỗi lần đi nó quấn cái khăn lông nó đi về ngồi vậy nè. Tao hỏi ủa đi đâu gì ở đây? Nó dạ con đi tập chim. Mà chú ơi, cái phòng tập chim chú nói sai rồi. Tiếng nước ngoài nó cho thấy chuẩn. Chỗ mà tập cho nó bự cái cơ bắp lên đó, tiếng nước ngoài gọi là tập chim. Chim. Sao mày mất vệ sinh vậy? Tiếng nước ngoài cũng không ai nói mất vệ sinh với mày. Nói gì vậy biết đúng cái âm chim. Mày nói là mày né ra. Mày nói là mày liếm hết chỗ này lát bà bị ý lạc với Mỹ Tâm còn hát nữa đó. Mất vệ sinh. Phòng tập chim. Đó. Mày né ra. Còn người Việt Nam ghi mẹ nó phòng tập tạ đi. Có nghe phòng tập chim tao tính đi vô tập. Gì vậy? Tập cho bự. Chú tập được cái gì hơn hoài à. Nè, ở đâu có mà? Làm gì có chú ơi? Có mà. Đâu chú kể đâu? Cách đây 2 bữa thôi. Là bữa thứ 6. Thứ 6? Bữa thứ 6 lúc đó 10 rưỡi. 10 giờ rưỡi. Ta đi ngang qua đó. Tao nghe tiếng động. Đi ngang qua xong tao nghe âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch. Tôi nghe âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch. Cái đó không phải là phẫu thuật, không phải là cái chỗ phòng tập gym đâu. Âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch là ở khách sạn đó. Ngu, trẻ trâu mà ngu.
Cung cái gì? Âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch là phòng tập gym. Hả? Khi nào mày nghe âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch, oh yeah, oh yeah, cạch cạch. Chú rằn dữ lên á. Nhưng mà cái đó đâu phải là ma đâu. Ma mà. Ma đâu mà ma. Tao nghe âm âm cạch cạch, âm âm cạch cạch thì tao mới lên tâm hình. Mày biết cái giọng mà càng sợ chừng nào thì càng tò mò chừng ấy. Đúng rồi. Tao lên tao vô tâm hình. Trên tự nhiên tôi thấy con ma có một giò nó chạy. Trời ơi, sao tao vừa thấy giống vậy, tao sợ quá tao. Ô, cái nó nghe tao, ô, cái nó quay qua nó nhìn thấy tao. Nhìn thấy tao bắt đầu nó tập bụng mày. Sao? Nó không phải cái phòng, nó tập bụng. Ủa tập bụng gì quơ quơ cái tay không có liên quan gì. Ai biết, cái tao sợ quá tao bỏ tao chạy. Tao chạy cái nó kêu, tư, tư. Trời ơi! Tao bảo tao chạy luôn! Tao biết tên chú luôn! Biết luôn! Trời ơi! Quá ghê! Ghê quá! Chú gặp hồi nào? Chú nói hồi nào? Mới là tối thứ sáu, mười rưỡi. Mười giờ rưỡi đêm đúng không? Đó. Trời ơi! Bữa đó con tập cho đó mà! Không phải con ma đâu! Ông Sáu bảo vệ! Bữa đó ông bị chặt cái chân! Ông tới ông lao mấy cái máy chạy bộ rồi ông đụng trúng cái power nó on lên! Ông mới vậy nè! À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Động dây dây. Cái sao tao? Sao tao mới kêu? Đúng rồi, nhưng mà ông mới giật mình, ông té. Đó. Ông té vậy, ông mới kêu chú, tư, tư, cứu, cứu. À, chú bỏ chạy luôn, ông chửi, cứu chú là tư chó đẻ. Ông Sáu bảo vệ chứ ma nào, chú ơi. Chú tào lao quá. Ủa, vậy là ông Sáu bảo vệ hả? Ừ. Hèn gì, sáng thứ bảy ta đi chợ, ta gặp ổng. Sao? Ta chào ổng. Hả? Ta kêu anh Sáu khỏe sao? Rồi. Ông không nói câu nào. Ông nói gì? Ông không chửi tao cho đẻ à. Ông chỉ chị nói là mày khốn nạn lắm. Ờ à, thấy chưa? Không có con ma nào, chú nói rồi. Ma không có thiệt, chú đừng có sợ. Ma có thiệt. Ma không có thiệt. Cái đó là vô tình thôi, nhưng mà ma có thiệt, tao mới sợ. Cái chuyện làm gì có thiệt? Ma đâu? Cái đó là vô tình, còn ma là có thiệt. Từ hồi tao trẻ là đã có nghe có ma rồi. Hồi trẻ là chú nghe có. Trời ơi, cái chỗ cây đa đầu xóm mình nè. Sao? Hồi xưa đó là nó tùm lắm. Dạ. Ở đó là đồn có ma. Mà ma hồi xưa ghê lắm. Mấy bà già kể ma tóc dài, mắt dài, mũi dài, miệng dài, lưỡi dài. Chỉ có con ma nào mà cái ấy nó dài không? Ấy. Ấy. Cái này nè. Có già. Bà nấu cha mày. Ba cái đồ quỷ đó, mấy bà già trong xóm mình thiếu mọi ai gì. Cần gì khỏe ma mới dài. Cứ chạc tuổi tao trở lên là thắt nút hết. Mỗi lần đo áo dài đo ngực tới đây. Hạ eo phải xuống đây. Chú nghiên cứu kỹ quá. Trời ơi, lớn đứa của tao. Ôi mà chú ơi. Rồi rồi, cái chuyện bắt ma chú sao nữa? Mày biết tao nghe đồn ở đó có ma à. Mà bên lúc đó là tao là hăng lắm à. Tao kêu để tao đi bắt. Dạ. Tao ra cây đa đó tao ngồi từ 12 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều. Không có một con ma nào. Trời ơi. 12 giờ trưa 6 chiều ma nào xuất hiện. Ai biết, biết đâu được, nó sợ tao nó không xuất hiện sao. Không có đâu chú ơi. Xong tao ngồi tao chờ, tao đói bụng quá không có cái gì ăn. Có kế bên có cái hàng cơm tấm, tao ngồi tao ăn một dĩa cơm tấm. Ăn xong tao thấy cái giọng, tao lên nằm nghỉ ngơi để tao có sức tao mang ma. Đúng rồi. Tao nằm tao nghỉ, tao ngủ quên. Ngủ quên, cũng mười rưỡi nữa. Mười rưỡi? Lúc đó cũng mười rưỡi, thì như tao có duyên với cái số mười rưỡi là sao? Đúng rồi quá. Tự nhiên thấy một cái bóng đi tới, khèo cái chân ra. Xuống đi trả cho tôi đi. Cái này cũng biết rồi. Chắc chắn là kiếp trước con ma này nó là chú nợ nó cái gì. Cho nên kiếp này nó mới hiện ra nó đòi trả cho nó. Nó kêu tao mà sẽ xuống trả cho tôi tiền dĩa cơm tôi dọn hàng tôi về. Cái gì dọn cơm? Bà già bà đòi tiền dĩa cơm tám. Chú rảnh mới chú ơi. Làm tao hồi hộp được chết. Để chú nó ngủ quên là cái bà bán chủ tiệm cơm. Bà xỏa tóc rồi bà đòi tiền cơm chứ có cái gì đâu.
thì đó, nhưng mà giờ mười rử tao sợ. Sợ gì? Chú nói rồi, ma không có, mà chú có tưởng tượng không? Con ơi, mày đừng có nói có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Ma có thiệt. Bây giờ tao nói thiệt cho mày, ma bây giờ nó còn tân tiến hơn. Nó sao? Nó không hiện ra chỗ này, không hiện ra chỗ kia, mà mày biết ma nó nhập thẳng vô người ta luôn. Nhập thẳng vô? Bây giờ nhiều lắm. Sao? Làm sao chú biết? Kế bên nhà cháu. Con thằng Chính á, thằng nhỏ 9 tuổi nè. Trời ơi, mới hôm qua, cũng mừng rỡ nữa. Mừng rỡ hoài. Mừng rỡ hoài. Mày biết không, tự nhiên tao nghe ở bên nhà nó, mà nhập vô thằng con, thằng con đi theo thằng cha. Trả mạng lại cho con đi, trả mạng lại cho con đi. Cái này con biết luôn. Chắc chắn là ma nó kiếp trước giết ai cho nên bây giờ mới nhập vô con nó. Không, nhưng mà cái hay, cái hay là cái thằng Chính nó không có học làm thầy, mà nó đọc một câu thần chú thôi là cái hồn ma xuất ra liền. Thần chú gì? Thằng con thì cứ trả mạng cho con đi, trả mạng cho con đi ba, trả mạng cho con. Nó đứng im, nó chỉ vô nó đây. Đi ngủ đi, tao cắt mạng rồi. Giờ nay mà còn chơi game, chú tao lao. Không phải gì mà cắt mạng. Nó chơi game mà chú nói gì? Cắt internet đó, cắt mạng internet. Nó cắt cái wifi á. Hồi nãy giờ thấy ba con ma tầm bay tầm bạc. Thôi dẹp đi, con không tin là có ma đâu. Nhưng mà vậy, con nói chú nghe, con nghiên cứu kỹ rồi, muốn bắt ma mình phải có bộ mối. Đó là cái gì? Đó là nước tiểu đồng tử. Mình chỉ cần ngậm vô miệng, mình phun vô nó sẽ hồn tiêu thách tán. Con dạng chú có đem theo chưa? À, mày không nói tao quên nè. Nước tiểu đồng tử đây đúng không? Nước tiểu đồng tử, mày cũng ác lắm nè. Biểu đi kiếm cái gì không kiếm, không kiếm nước tiểu đồng tử. Ở bên gì gần tao không có ai, có mình thằng con thằng Chính á. Mà nhà nó ở lầu thứ 5. Sáng sớm tao qua tao ngồi tao chờ rồi. Tao ngồi 3 tiếng đồng hồ tao ngồi tao chờ. Chờ tao nói con chừng nào con mày đi tiểu kêu chú nó, chú xin biết. Tao ngồi tao chờ 3 tiếng đồng hồ. Xong con vợ nó phóng xuống nó kêu chú con có tiểu rồi. Tao chạy lên tới lầu 5 nó tiểu mới xong. Đi bộ xuống mệt thế ông bà cũng vậy. Khó mình kiếm mới hay chứ. Rốt cuộc chú kiếm này đâu ra? Thì cũng kiếm ra rồi đó. Cái này ổn không? Ổn. Hạn sử dụng sao? Múc chỉ. Múc chỉ luôn. Sản xuất ở đâu? Sản xuất ra thì nơi sản xuất đáng tin cậy. Đáng tin cậy đúng không? Nhà sản xuất là ai? Nói con nghe coi. Ai? Tao á. Hèn gì nó nóng hổi à. Tổ bà mày tao ủ xong này thì nó nóng thôi chứ. Ủ cái gì? Chú bao nhiêu tuổi? Chú nói chú đồng tử. Ê sao mày vô duyên vậy mày? Từ nhỏ tới lớn tao chưa đụng tới phụ nữ là tao đồng tử rồi. Ủa? Nói vậy là cái của chú là chỉ có chức năng đi tiểu thôi đấy hả? Tao đập mày nha. Mày đừng có nhắc tới nội dung của tao nha mày. Chú vậy? Cái này sạch sẽ ổn không? Yên tâm đi. Tao là người có lương tâm mà. Tao lọc kỹ càng rồi. Tao lọc đường ra hết rồi. Ủa sao vậy? Tao bị tiểu đường mà. Bệnh hoạn quá. Bà nấu cha mày tao. Tao đã là người không có nước rồi. Mà tao ráng lấy ra chừng này là mày biết tao khổ sở lắm. Lấy hai chập đó. Từ từ tính sao đi. Mày còn nói chú nghe. Đó. Để chú cắt đi, chú cắt đi. Lát con lấy. Còn nói chú nghe. Nghe. Chú á, sợ dĩ cũng kêu chú đi theo con là cũng có lý do. Chú nhẹ bóng vía. Đúng không? Nè, từ cái dế chú nhẹ, con ma nó dễ xuất hiện hơn. Còn con, cái dế con nặng lắm. Con ma nó không dám xuất hiện. Bây giờ chú, nhiệm vụ chú là cái gì? Nhử nó ra để con bắt nó. Mày thiệt là khốn nạn. Mày biết tao sợ ma, mày bắt tao ra tao nhử ma mày. Mày ác gì vừa tao chứ tao bị bệnh tim đó. Con không có ép nhưng mà tại vì dí chú nhẹ theo con ma nó mới hiện. Con nặng quá mà sao nó hiện được. Mình phải hồi hộp với nhau chứ, phối hợp mới bắt được con ma mặc áo bà ba. Vậy bây giờ tao nhớ mày bắt đúng, nhớ bắt cho được nha mày. Yên tâm, con luyện kỹ rồi, giữ đi.
Mẹ là chúng ta nó quá giờ nó đi đó. Ba ma, ra đi con. Ma ơi, ra đi. Come on baby ma. Chú giỡn hả? Mình nhớ con ma ra mình phải dùng chiêu. Chú nói vậy làm sao nó xuất hiện? Chiêu gì? Chú phải dùng cái sức quyến rũ của chú nhử nó ra đây. Mày lộn ngư rồi. Sao lộn? Quyến rũ nãy sao mày không kêu con Bảo Anh nó quyến rũ đi. Tao có con mẹ quyến rũ à, tao bây giờ chỉ có quyến rũ chó. Mà sao? Thì người ta xí quánh không, cái chó nó hàm chứ ma nào hàm. Ma nó nhìn tao chẳng khác nào, nó nhìn cái xác nó bị chôn lâu năm, nhìn thấy xương không. Nó quải rồi, bây giờ mày bị kiếm đứa nào mà nó có thịt rồi mày nói, nó nhìn nó đẹp. Chú ơi, không cần cái ngoại hình, cần cái não. Chú động não chú nghĩ ra cách nào để dụ con ma ra. Phải quyến rũ nó. Ok. Làm đi. Lẹ lên. Rồi quá giờ rồi nó không có hiện được. Bây giờ chuẩn bị tới 10 rưỡi chưa? Cô như 10 rưỡi đi. Em tội nghiệp không, mới hỏi có 10 rưỡi chưa là anh coi đồng hồ liền. Em hợp với 10 rưỡi anh ơi. Mày né ra. Để tao. Xích lên, xích lên. Để tao quyến rũ. Được không? Được. Tao cũng không tự tin lắm. Nếu tao mà quyến rũ được, tao đâu có ế tới giờ. Được mà, con thấy chú làm được. Mama, 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 mama. Bài này hay nè, nó phát vậy nè. Đúng, 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 trời con. Mày kêu tao quyến rũ ma sao mày không bắt nó đi? Không có ra đâu bắt. Mày không thấy luôn hả? Thì chú hát sai lời, con nhắm mắt nhắm mũi, con có tập con hát là con nhắm mắt à. Không cần mày hát. Chút nữa có hot boy nó hát. Nghe, mày cũng ngừng quéo cò rồi mày không cần hát làm gì. Nó ra nó đứng trước mặt tao đâu. Nó ra nó còn... Rồi nó còn làm trái tim. Ủa có hả? Trời đất ơi! Mày bắt ma mày phải tập trung vô tao. Tao nhữ là mày phải nhìn tao nè. Nhưng mà sao xuống không kêu con? Con nghe, tao nghe chú kêu gì đâu. Lúc đó tao quéo rồi. Tinh thần tao đâu nữa tao kêu. Tao chỉ hát ma mà ma 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 mày kìa. Mày phải để ý chứ. Có hả? Khi người ta nhấn mạnh là phải có một cái điều gì đó nó lên cao trào người ta mới nhấn mạnh. Để con xin lỗi chú, tại vì cái tập con mà con hát là con nhắm mắt nhắm mũi con không có để ý. Thôi làm lại chú, nhưng giữ lại lần nữa đi con mặt. Để con ghê tập. Quá mà. Con tập trung con nghe chú, nghe. Mày nhớ mày tập trung mày nghe là mày phải nhìn nữa. Dạ, nghe. Dạ, con hứa. Làm ơn. Tôi lại thầy. Ma 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 ma. Tôi đang nhát mà nó. Ông bà chỉ tôi tán chết mẹ à. Ôi, sao chú chỗ ngoài vậy? Sao mày không bắt đi? Bắt ai? Bắt mẹ mày. Cái gì chú chửi con? Tao với mày ra đây bắt ma, mày không bắt ma, mày bắt ai? Con có thấy đâu mà con bắt? Chưa có hiện ra mà. Tao đã nói rồi, tao đâu cần mày hát.
Nhưng mà con thấy chú hát sai thì con không có thích con khi hát đúng không? Kệ tao đi! Miệng sao nó ra thôi chứ! Nó ra rồi! Mày thấy là ở trong xóm mày tao sống từ xưa tới giờ tao sống. Tao có biết làm ai không? Mà tới giờ thì mày phải làm tao phải để ma nó chửi cho mặt tao. Nó chửi chú hả? Nó nhìn tao. Mà tao không thấy con mắt nó, tao thấy tóc xả dài. Nè nè. Tôi đang nhát mà nó. Ông mà chỉ tôi tán chết mọi ma đầu mà nó hổn vậy thì nó hổn không? Nó đòi chửi tao, nó đòi tán chết mẹ tao trong khi mẹ tao đang ở với nó. Thì mẹ tao chết rồi. Cái gì chú có nghĩ ra? Chú hay thì chú bình tĩnh quá nha. Con xin lỗi chú. Lỗi con nha. Nhưng mà chú cũng phải thông cảm. Con hát là con phải nhắm mắt. Được rồi, giờ chú nhử lần nữa đi. Lần này á, con ma mặc áo bà ba đó, mà nó xuất hiện ra nữa nha, nó sẽ chết chứ con. Nè, chết với mày sao? Con nói chuyện đi chú. Nè, nó mà xuất hiện ra đó, là con sẽ bắt nó nhổ cái bông, trồng cái chuối. Con sẽ bắt nó vui chứ. Bà bắn chanh mà sợ chanh chua, cái bà bắn cua mà sợ cua bò, cái bà bắn cò mà sợ cò bay, bà bắn nghe chai mà sợ cái thùng bể. Hơn quá. Nó mà ở đây một phút nữa tao đứng bóng. Tao đứng thở. Nó ở đây một phút nữa là tao đi luôn. Tao đứng thở. Nó tưởng tao là cái xác. Nó không thèm nhìn tới tao. Hơn quá. Sao mày hay vậy? Mày nói ra là mày sẽ bắt nó à, nhảy xa la 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 à. Mà mắc mới gì nó ra mày không bắt nó mà mày chuyển qua mày làm nông chi vậy? Làm nông gì? Mày nhổ cái bông mày trồng cái chuối đó. Mày ăn mày rảnh mày ở không quá. Cái landscape nhà mày hư rồi hả? Nhưng mà cũng tại chú. Tại tao vậy? Không đưa cái bụi bối ra. Bụi bối gì? Nhưng nó đứa tiểu đồng tử. Tổ bà mày tao đưa mày không cầm mà. Lỗi của con. Bây giờ này, chú kiểu ra đây đi. Con có bụi bối rồi. Con sẽ trí nó ra con ngậm con phút như nó sẽ hồn tiêu phách tán. Nhớ đó. Nhớ. Nghe. Nhớ là bắt cho được đó hết chưa? Bây giờ mình có bụi bối rồi đúng không? Đúng chưa? Chắc chắn không? Mày sợ nó quá rồi mày cấm khẩu rồi hả? Cái gì? Mày nói cái gì? Mày muốn nói cái gì? Mày nói chú nghe coi. Cứ nói chú nghe bình tĩnh. Bây giờ mày mà còn quýu chị sao tao không quýu được? Con nói chú đi ra. À. Con mẹ ơi vậy? Con nói là chú kêu nó ra đi con khung đó. Rồi đâu rồi? Đuôn mẹ rồi. Ê, cái mùi nó ra sao? Tao là nhà sản xuất luôn á. Mà tao không biết cái mùi. Con nhận cái mùi chú lạ nha. Sao? Ngọt ngọt mà nó béo béo sao? Ngọt ngọt là tiểu đường, béo béo là cholesterol. Trời ơi, điều quên vậy? Thì mày cứ đoán đại vậy đó mà. Già đâu. Nhìn quá rộng, giữ nó ra đi. Bắt nó. Mà ê, nói nghe nè. Lát nữa con phun á, là con phun thẳng vô nó để cho nó hồn siêu phát tán. Ừ. Mày đừng phun vô tao. Ừ. Mày phun vô tao là nó bắt tao với mày luôn. Ừ. Đúng không? Ừ. Chắc không? Ừ. Mày trong xóm này là mày tào lao nhất á. Tao không dám tin mày luôn. Bây giờ mày thề cái đi. Mày thề đi cho tao tin. Ừ. Thề đi con. Ừ. Có cái thề không cũng thề. Được rồi. À. Yên tâm. Chết mẹ luôn. Uống thử rồi. Ê, cái này là mày uống ghiền nha. Ghiền cái con khỉ.
chứ tao biểu mày thề, mày chỉ cần giơ tay lên là mày thề đâu. Sao tôi nghĩ ra ta? Mà chú không nghĩ còn chỉ sao được, tao nói mày thề, mỗi người có mỗi cách thề. Thôi lẹ đi chú, đừng có hỏi con nữa, con hiểu rồi nha. Đâu được, con phun thẳng cho nó, không phun qua chú đâu nha. Thôi đó, vậy đi. Nó đang cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Đứa còn phải uống nước vô. Con cài bẫy một cái gái chết ngụm. Nhanh đi. Rồi, sao chưa? Cái gì vậy? Nó còn nước cục. Mày uống được bao nhiêu ngụm? 9 ngụm. Trời ơi, con trai có 7 ngụm thôi. Nhanh đi, nó ra tới rồi con ơi. Rồi rồi, hết chưa? Ổn chưa? Hết rồi à. Tôi xin chú. Xin quyết. Bà nội mày cái nhà máy giải tỏa đâu? Nhà máy giải tỏa đâu? Là gì? Quay lại móc ra phun vô người đó. Cái gom mini gãy rồi. Chết mẹ rồi. Trả mẹ lại cho ta. Trả mẹ lại cho ta. Trả mẹ lại cho ta. Đừng, đừng, đừng. Con nè, đại nó làm gì vậy? Con các bạn mất dạy. Nó thẳng thương đồ này. Mày mất dạy. Nó còn dính, xinh mép. Mày điên hả? Mày lại gì mày giả ma vậy? Dạ, tại con á, theo dõi hai người từ chiều giờ á. Chưa có ai đi bắt ma, mà sợ ma như hai người vậy á. Sợ như cái gì đó. Gì? Sợ hả nào? Mày sợ chứ còn gì nữa. Mà mày làm gì kỳ cục vậy? Ăn đồ đêm nào mày cũng mặc đồ trắng, mày đi ngang qua ngang lại đây. Hả? Biết bao nhiêu lâu rồi, cái đường này không ai dám đi. Dạ, con làm gì á, cũng có lý do riêng của con. Lý do gì? Dạ, tại con vợ con hết á. Suốt ngày nó mê phim Hàn Quốc. Nó cứ coi phim Hàn Quốc rồi nó mê mấy thằng diễn viên trắng trẻo đẹp trai. Còn con á thì bằng ruộng, nước da đen á, con sợ nó chê con. Nên con mới lên trên mạng, con mua kem trộn về con sức. Đó, con sức mấy ngày đầu á thì được. Qua tuần sau á, bắt đầu nó dị ứng, nó nổi ghẻ lên. Trời đất ơi. Con, nên con đâu dám ra đường mấy ngày đâu. Mấy đêm con mới xuất hiện, con đi làm không à. Trời ơi, tội nghiệp. Nó sợ ta thấy. Tội nghiệp cái gì? Ngu chứ tội nghiệp gì? Mày chiều vợ mày quá đáng à. Con muốn cho mình trắng á, thì phải mua lựa cái kem nào cho nó bảo đảm chất lượng đồ này nọ. Mua cái kem gì mà có mấy đồng bạc mà một hộp vậy nè. Bây giờ mày sức nó không nổi ghẻ mới lạ. Còn mới bớt á, vợ mày coi phim Hàn Quốc mày tắt cái tivi liền. Không thôi mày chuyển qua cái kênh khác, mày cho coi phim Ấn Độ đi. Chị chú. Ấn Độ nước da ngâm ngâm ngang ngửa mình, đỡ tốn kem. Mà phim Ấn Độ coi lâu nữa. Sao vậy? Trời ơi, một bộ phim của nó coi từ hồi bắt đầu mới đẻ ra cho tới ngày thượng thọ. Ha. Rồi động quan hạ rộng, mở cửa mã, mãn tan 3 năm phim nó vẫn còn chiếu. Vậy. Trời ơi, đó có phim cô dâu 8 tuổi gì đó, coi từ nó tới hồi 8 tuổi cho nó tới 88 tuổi nó vẫn còn phim. Ồ, ngày gì cũng có hoài nó à, ừ. Mới mốt đừng làm vậy nữa nha. Dạ, con biết. Mày phải đi xin lỗi bà con ở trong xóm này nè. Để cho người ta đi lại cái đường này. Làm gì nó không được. Dạ. Thiệt tình. Anh bị gì anh Tài? Sao cái bụng anh nó đau quá vậy? Quặn quặn từng khúc trong chút. Sao vậy? Không biết sao bụng con đau quá chẳng. Chắc là sáng giờ con ăn uống bậy bạ cái gì đó hay sao á. Ăn bậy uống bậy cái gì xong giờ nó đau quá chung. Theo chú nghĩ là dạ, con ăn không có bậy đâu. Dạ. Cái vấn đề uống thì nên coi lại. Có thể hơi hơi bậy. Con uống gì đâu bậy. Cái này chú nói chú lọc sạch sẽ vệ sinh đâu mà. Ta chỉ lọc đường thôi chứ sạn ta chưa có lọc. Ta bị sạn thận. Cổng mình vô trạm y tế đi. Cổng nó vô trạm y tế đi trời ơi. Chết chị đau quá. Mày cũng sạn á cháu ơi. Mày đừng có lắc, mày đừng có lắc. Ừ,
Mưa nữa tôi có gì xin được trân trọng giới thiệu danh hài Hoài Lương, Chí Tài và đặc biệt Thanh Quang. Cho anh Lý Tài, Thanh Phương, Linh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và chúc quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt trong cuộc sống, và hy vọng gặp lại quý vị trong một ngày gần nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị cùng đêm thật là vui với chương trình ạ. Xin cảm ơn tất cả bà con ngồi ở xa xa. Cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn quý vị đến đây ủng hộ rất là đông và rất là vui ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị.